Xin chào anh em, chào mừng em quay lại với kênh Xe Thì Dở của em ạ. Lời đầu tiên em chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Video này em sẽ giới thiệu cho em về một chiếc xe Hyundai Kona bản 1.6 Turbo. Nó là bản cao cấp nhất của dòng xe Hyundai Kona đấy ạ. Vậy thì video này em sẽ giới thiệu cho em về phần giá xe này, tổng lăn bánh này, các chương trình khuyến mại, cũng như là những tính năng option của chiếc xe Kona bản 1.6 Turbo này có gì không, thì em xin phép được giới thiệu cho anh em một cách chi tiết cụ thể cho em nhé. Còn anh em mà muốn được review xe, cập nhật giá xe bất kỳ dòng xe nào trên thị trường về làm thì anh em hãy comment phía dưới cho em nhé, để em sẽ lên cho anh em một cái chi tiết cụ thể cho em ạ. Còn anh em mà chưa đăng ký kênh em thì em hãy đăng ký kênh em nhé. Bởi vì kênh Xe Thì Dở của em sẽ chuyên về giá xe, tổng lăn bánh và các chương trình khuyến mại ạ. Ok, em xin phép được đi vào vấn đề chính luôn cho anh em nhé. Đầu tiên giới thiệu cho em về phần giá xe ạ. Với giá niêm yết của nó đang là 750 triệu ạ. Hiện tại đại lý chúng em thì đang bán cho em giá đang là 686 triệu em nhé. Còn anh em mà muốn được giá tốt hơn hay là chương trình khuyến mại như nào, tặng phụ kiện ra sao, chi tiết như nào, thì anh em hãy gọi điện cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em qua số điện thoại góc dưới trái màn hình. Chắc chắn anh em giá lúc đấy sẽ là tốt nhất thị trường cho em đấy ạ. Vậy thì chiếc xe Hyundai Kona bản 1.6 Turbo này lăn bánh Ấn Độ thì đang là 798 triệu, trả góp thì đang là 258 triệu em nhá. Còn là tỉnh thì đang là 765 triệu, trả góp thì đang là 225 triệu ạ. Còn là thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 783 triệu, trả góp thì đang là 243 triệu em nhé. Đó chính là phần giá xe và tổng lăn bánh của chiếc xe Hyundai Kona bản 1.6 Turbo. Thì luôn luôn cam kết em giá lúc đấy sẽ là tốt nhất thị trường cho em ạ. Ok, tiếp theo giới thiệu cho em về những tính năng option ạ. Đầu tiên em giới thiệu cho anh em về kích thước tổng thể nhá. Kích thước tổng thể của chiếc xe Kona Turbo này thì đang là dài, đang là 4m165 ạ. Rộng là 1m80 nhá, còn cao là 1m565 đấy ạ. Còn chiều dài cơ sở nó đang là dài là 2m60 ạ. Còn khoảng sáng gầm xe nó là 17cm nhá. Đó, đó chính là phần kích thước tổng thể ạ. Tiếp theo giới thiệu cho anh em về phần mặt lưới ca lăng. Mặt lưới ca lăng nó là trên mặt lưới ca lăng hình lục giác dạng thác nước, viền xung quanh được mạ chrome, thiết kế nhìn rất là thể thao và lịch lãm ạ. Còn tiếp theo giới thiệu cho anh em về phần cụm đèn ạ. Cụm đèn của nó sẽ là đèn full led nhá, cả đèn cốt lẫn đèn pha đấy ạ. Đó. Còn tiếp theo giới thiệu cho anh em về phần cụm đèn phía trên này, phần trên này nó chính là giải đèn led ban ngày nhá, đèn led ban ngày đấy ạ. Đó, và đèn gầm đèn trước thì nó sẽ để phía dưới nhá. Đó, tiếp theo em giới thiệu cho anh em về phần tính năng an toàn về phần đầu xe. Phần đầu xe thì nó có những tính năng an toàn, nó chính là sẽ có cảm biến nhá, cảm biến góc trước này, đèn trước này. Đó, còn đây em giới thiệu cho anh em về phần sườn xe này. Phần sườn xe của nó thì sẽ được của chiếc xe Turbo này thì được dập lỗ rất là nhiều, tạo cho chiếc xe nhìn rất là cứng cáp, chắc chắn và sang trọng đấy ạ. Phần sườn xe của nó sẽ được thêm được thanh nẹp chrome khá là nhỏ nhỏ ở phía dưới đấy ạ. Đó, phía dưới này nhá, thanh nẹp chrome đấy ạ. Đó. Còn đây em giới thiệu cho anh em về phần vành bánh xe. Bánh xe của nó sẽ là vành đúc hợp kim nhôm. Vành của nó sẽ là vành 18 inch nhá, vành màu bạc xám. Các tính năng an toàn của nó đi theo gồm có là phanh đĩa cho cả bốn bánh này. An toàn nữa đó chính là có phanh ABS này, cân bằng tử xe ESP, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA và rất nhiều tính năng an toàn nữa, thì em xin phép sẽ là về cuối video em giới thiệu cho anh em ạ. Còn đây em giới thiệu cho anh em về phần gương chiếu hậu của nó này. Gương chiếu hậu của nó sẽ là gương chiếu hậu cùng màu thân xe, tích hợp trên đấy sẽ là có xi nhan trên gương. Gương xoăn nó sẽ là chỉnh điện và gập điện ạ. Chỉnh điện và gập điện nhé, và cục gương tự động đấy ạ. Còn đây em giới thiệu cho anh em về phần tay nắm cửa này. Tay nắm cửa của nó sẽ là cùng màu thân xe. Theo em thì nó lên là để tay nắm cửa mạ chrome thì sẽ sang trọng hơn rất là nhiều. Tay nắm cửa tích hợp trên đấy sẽ là có nút bấm, đó chính là có chìa khóa thông minh nhé. Tay nắm cửa cùng màu thân xe cho cả bốn cánh cửa đấy ạ. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần trần xe này. Trần xe của nó sẽ là có cửa sổ trời nhé, có cửa sổ trời. Nó không phải cửa sổ trời toàn cảnh đâu ạ. Anten của nó rất tiếc nó vẫn là anten dạng cột đấy nhé. Và nó sẽ có thêm được đó chính là giá lắp hai thanh này. Nó sẽ thể thao hơn, nhìn thể thao hơn rất là nhiều. Còn em giới thiệu cho anh em về phần đuôi xe nhé. Phần đuôi xe của bản 1.6 Turbo này thì nó được thiết kế, nó được dập lỗi rất là nhiều. Nhìn cho chiếc xe nhìn tổng quan nó rất là cứng cáp, chắc chắn và rất là thể thao. Đây. Nhưng phần đuôi xe này thì em đánh giá nó có khá là nhiều nhựa, rất nhiều nhựa màu đen này nhé. Nhựa này. Nó bớt phần nhựa đi thì em đánh giá nó đẹp hơn rất là nhiều. Các tính năng an toàn phần đuôi xe này có như sau. Nó sẽ là có cảm biến lùi 4 mắt này, 1 mắt, 2 mắt, 3 và 4 ạ. Và có nữa đó chính là có camera lùi này, có camera lùi nhá. Bản Turbo này so với cả các phiên bản khác, nó sẽ thêm một thanh nẹp chrome để được chính giữa này.
giúp cho chi phần đuôi xe mình tổng quan nhìn vào, nhìn trong chiếc xe nó sẽ được rộng hơn, dài hơn và cũng sẽ là sang trọng hơn. Đó. Còn cụm đèn của nó sẽ là phần đèn halogen nhé, dạng là dạng 3D đấy ạ. Rồi tiếp theo em sẽ giới thiệu cho anh em về phần cốp xe này, em sẽ mở cốp lên cho anh em xem. Cốp nó sẽ là cốp cơ chứ không phải cốp điện đâu ạ. Cốp cơ. Đó. Đấy, cốp bên trong của nó sẽ là khá là rộng, để đồ khá là rộng nhá. Ở phía trên này chắc là tấm chắn đồ này, tấm chắn đồ. Còn đây giới thiệu cho anh em về phía đằng này sẽ là có gì nữa không ạ? Đó chính là bộ lốp sô cua. Lốp sô cua của nó sẽ là lốp sô cua vành sắt, nó không phải là vành đúc hoặc kim nhôm giống bốn lốp chính đâu ạ. Nó là vành sắt thôi nhá. Ở giữa sẽ là bộ đồ tháo lốp và kích lốp đấy ạ. Đó. Ok, tiếp theo sẽ giới thiệu cho anh em về mức tiêu hao nhiên liệu ạ. Mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe turbo thì đang là thế nào ạ? Ở trong đô thị thì đang là 9.27 nhá. Và ngoài đô thị đang là 5.55 ạ. Và kết hợp trung bình đang là 6.93 ạ đấy ạ. Đó. Ok, tiếp theo em sẽ sang phần nội thất để giới thiệu cho anh em về nội thất nhá. Đây em giới thiệu cho anh em về nội thất này. Nội thất của nó sẽ là nội thất toàn bộ là màu đen hết nhá. Toàn bộ là màu đen hết. Nội thất bên trong màu đen thì giúp cho bên trong không gian cảm giác rất là lịch lãm và đặc biệt rất là sạch sẽ đấy ạ. Còn em giới thiệu cho anh em về phần ghế này. Ghế của bạn này sẽ là ghế da nhá. Ghế da đấy ạ. Được sờ nó rất rất mềm mại và ghế sẽ ngồi rất là ôm ghế đấy ạ. Ghế sẽ là chỉnh điện 10 hướng, chỉnh điện 10 hướng hết nhá. Đây em giới thiệu cho anh em về phần vô lăng này. Vô lăng của bạn này sẽ là vô lăng 3 chấu. Được bọc da sờ rất là mềm mại ạ. Tích hợp trên đấy sẽ là có đàm thoại rảnh tay này, điều chỉnh âm lượng này, và bên này sẽ là cruise control, đó chính là ga tự động nhá. Về phần túi khí nó sẽ là có 6 túi khí cho anh em đấy ạ. Còn em giới thiệu cho anh em về phần cánh cửa này. Cánh cửa của nó sẽ là được toàn bộ là màu đen, nhưng thiết kế khá là hài hòa từ hệ thống âm thanh này, để đồ nước này. Đó, có đây là các nút bấm trên cánh cửa nó như sau. Có sẽ là auto, đó chính là cụp gương tự động này, điều chỉnh bốn mặt gương này, chốt cửa khóa kính này, và lên xuống kính cho cả bốn cánh cửa. Riêng ghế lái thì sẽ là có tự động lên và xuống một chạm và có sẽ chống kẹt luôn anh em nhé. Còn ok, tiếp theo sẽ đi sâu vào bên trong nội thất để em giới thiệu cho anh em ạ. Đây em giới thiệu anh em về bên trong nhé. Đó chính là chìa khóa thông minh một chạm smart key này, viền xung quanh được mạ chrome này, rất là dễ quan sát nhé. Giờ em sẽ bật on lên ạ. Đây em giới thiệu cho anh em về bảng đồng hồ táp lô của chiếc xe Kona bản 1.6 turbo nhé. Bảng đồng hồ táp lô của nó thì em đánh giá nó thì bảng đồng hồ táp lô nó rất là cơ bản thôi, nó không có gì nó quá nổi bật cả, nhưng mà nó sẽ rất là đầy đủ thông tin cho anh em. Đó chính là đây là vòng tua động cơ này, nhiệt độ nước làm mát này, đây là công tơ mét, còn dưới là mức nhiên liệu nhá. Còn đây là bảng đồng hồ này sẽ cài đặt cho anh em bằng hình ảnh và bằng âm thanh hay là gì đó, có rất nhiều cài đặt cho anh em. Còn màu đỏ và màu vàng này đó chính là đèn cảnh báo anh em nhá. Còn đây giới thiệu cho anh em về cần điều chỉnh ánh sáng này, nó sẽ có chế độ auto. Auto là gì ạ? Là tự động bật sáng khi mà vào trời tối hoặc hầm tối nhá. Đó. Còn đây giới thiệu cho anh em về cần điều chỉnh gạt mưa này. Cần điều chỉnh gạt mưa này nó cũng sẽ có chế độ auto. Auto là gì ạ? Tự động gạt mưa khi mà trời có mưa nhá. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về màn hình giải trí này. Hệ thống âm thanh giải trí của nó sẽ là màn hình cảm ứng 7 inch, có kết nối AUX, USB, Bluetooth, có cả định vị chỉ đường cho anh em. Nó chỉ đường cho anh em bằng hình ảnh và bằng âm thanh nhá. Ngoài màn hình cảm ứng này là sẽ có các phím cơ để anh em sẽ rất thuận tiện để khi đi trên đường. Đó. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về hệ thống điều hòa này. Điều hòa của nó sẽ là điều hòa tự động một vùng thôi nhá, không có hai vùng độc lập với nhau được ạ. Đó. Còn đây em sẽ giới thiệu cho anh em về các cái nút tiếp theo nữa. Dưới này đây là nút này, bật tắt điều hòa này, sấy kính trước này, lấy gió này, sấy kính sau và lấy gió trong hoặc lấy gió ngoài đấy nhá. Đó. Còn đây là các nút bấm của nó đấy ạ. Đó. Còn đây phía dưới này sẽ có đây là cổng sạc điện thoại này, cổng USB là thiết bị ngoại vi này, đấy, AUX này, đây là sẽ có biểu tượng của sạc thông minh IQ nhá. Bản turbo này sẽ có sạc thông minh IQ đấy ạ. Còn đây là sẽ cổng điện 12V nhá. Sạc thông minh IQ ấy thì mình sẽ để điện thoại ở dưới này, tự động chỉ cần bật on lên và đóng tất cả cánh cửa vào tự động đã sáng rồi. Được chưa? Còn đây ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về phần số này, cần số này. Cần số của nó sử dụng hộp số là hộp số 7 cấp ly hợp kép nhá, dùng cho bản turbo sẽ sử dụng là 7 cấp ly hợp kép đấy ạ. Đó, cần số là cần số thẳng và viền mạ chrome. Còn đây giới thiệu cho anh em các nút bấm phía dưới sau này, có như là đây là hỗ trợ xuống dốc đổ đèo này. Đây là bật tắt cảm biến nhá. Đó. Còn đây em giới thiệu cho anh em là cái drive mode nào, các chế độ lái này. Giờ em sẽ quay cho anh em về bảng đồng hồ táp lô để giới thiệu cho anh em các chế độ lái nhá. Đầu tiên này,
Nó sẽ có chế độ Eco. Chế độ Eco là chế độ tiết kiệm nhiên liệu nhá. Còn đây là chế độ Sport, là chế độ thể thao này. Anh em muốn vượt chướng ngại vật thì chế độ Sport nhá. Còn đây là chế độ Comfort, là chế độ lái bình thường thôi ạ. Đó. Ok, tiếp theo này giới thiệu cho anh em về phần phía dưới đây này nữa thì có gì không ạ? Đó chính là sẽ có là phanh tay của nó sẽ là phanh cơ nhá, không phải phanh điện ạ. Hộp tựa tay trung tâm của nó sẽ được bọc da, sờ rất là mềm mại ạ. Cũng rất là to bản nhá. Đây, để đồ đây, rất thoải mái anh em ạ. Ok, giờ em sẽ quay cho anh em về các cái cửa gió điều hòa. Đây, cửa gió điều hòa cơ bản này. Đấy. Ở đây là hộp cốp nó khá là rộng nhá. Còn em giới thiệu cho anh em về gương chiếu hậu bên trong xe. Gương chiếu hậu trong xe đấy ạ, nó cơ bản đấy ạ. Còn em giới thiệu cho anh em về phần đèn trần này. Đèn trần nó sẽ có 3 chế độ này. Luôn luôn đóng này, mở cửa thì sáng và luôn luôn sáng nhá. Hoặc anh em thử bấm cơ trực tiếp này. Cơ trực tiếp này. Còn này mình sẽ để sổ đăng ký, đăng kiểm mình để đây. Hoặc mình để kính được cái gì nhỏ mình để đây ạ. Còn đây sẽ là mở cửa sổ trời này. Em sẽ mở cửa sổ trời cho anh em xem này. Đó, chưa? Ok, giờ em sẽ sang hàng ghế thứ hai để giới thiệu cho anh em ạ. Đây, em giới thiệu cho anh em về hàng ghế thứ hai nhá. Hàng ghế thứ hai nó sẽ giống hàng ghế đầu tiên. Ghế sẽ là ghế da và màu đen ạ. Hàng ghế thứ hai thì có thể gập được 60-40. Và hàng ghế thứ hai nó sẽ có thêm một cái tựa tay trung tâm nhé. Đấy, rất là thoải mái khi ngồi ghế đấy ạ. Ok, em sẽ sâu vào bên trong để giới thiệu cho anh em ạ. Đầu tiên em sẽ kiểm tra cho anh em về độ rộng rãi nhá. Em cao 1m80. Em cao 1m80 này. Để chân vẫn còn thừa khoảng nửa găng tay nhá. Mà để rất thoải mái vào hàng ghế đầu tiên em kéo xuống khá là sâu rồi đấy ạ. Ok, giới thiệu cho anh em về hàng ghế thứ hai nữa. Nó sẽ không có cửa gió cho hàng ghế thứ hai đâu ạ. Đây là điểm trừ khá lớn. Theo em thì nó lên thêm một cửa gió hàng ghế thứ hai nữa thì tuyệt vời hơn rất là nhiều ạ. Đây, em sẽ quay cho anh em về tổng quan về hàng ghế đầu tiên này. Đây, tổng quan cho em về hàng ghế đầu tiên này. Đó, anh em thấy nào ạ? Tuyệt vời không ạ? Nếu ai người khó tính, một người kỹ tính về một chiếc xe phân khúc hạng SUV, mini SUV hoặc là crossover thì chiếc xe này em nghĩ là nó khó lòng có thể làm anh em chê trách nó quá nhiều được, bởi vì những các tính năng option nó thì rất rất nhiều anh em nhá. Thì tại sao anh em không gọi điện cho em đi ạ? Qua số điện thoại góc dưới bên trái màn hình để giá tốt nhất và chương trình khuyến mại tốt nhất cho anh em ạ. Cam kết với anh em giá sẽ là tốt nhất thị trường cho em nhá. Ok, giờ em sang phần động cơ để giới thiệu cho anh em về phần động cơ ạ. Đây, em giới thiệu cho anh em về động cơ nhá. Động cơ của bản turbo này nó sử dụng động cơ 1.6 TGDI đấy ạ. Với công suất cực đại nó đang là 177 Nm trên cho 5.500 vòng trên phút ạ. Còn moment xoắn cực đại nó đang là 265 Nm trên cho 4.500 vòng trên phút nhá. Dung tích bình nhiên liệu nó đang là 50 lít đấy ạ. Ok, và chi tiết vào bên trong này. Chi tiết bên trong đây chính là nước rửa kính này. Màu này đó chính là nước làm mát nhá. Động cơ nó động cơ TGDI. Và động cơ sẽ là 4 xi lanh thẳng hàng ạ. 1, 2, 3 và 4 ạ. À, cổ hút để lên rất là cao rồi ạ. Aqui của nó aqui khô nhá, rất là to đấy ạ. Còn đây là sẽ là cầu chì. Còn cái màu vàng này đó chính là dầu phanh ạ. Đây, em sẽ quay cho anh em về tổng quan về phần động cơ đấy ạ. Đó. Ok, giờ em sang bên phần tổng thể để giới thiệu cho anh em về tổng thể, cũng như là giới thiệu cho anh em về những tính năng an toàn của chiếc xe Kona bản 1.6 turbo thì có gì không, em xin phép giới thiệu cho anh em ạ. Em giới thiệu cho anh em về tổng thể nhá. Về kích thước tổng thể như đầu video thì em đã giới thiệu cho anh em rồi. Tiếp theo là những tính năng an toàn của chiếc xe Kona bản 1.6 turbo thì có những tính năng an toàn như sau. Đó chính là có hệ thống phanh ABS này, cân bằng tử xe ESC, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA và có hệ thống phanh phone bố lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ khởi hành lên dốc và xuống dốc ạ. Kiểm soát được kéo TSC, kiểm soát thân xe, cảnh báo điểm mù và bản này. Đặc biệt bản này nó sẽ cảm biến áp suất lốp. So với cả Tucson và Santa Fe thì chiếc xe Kona này đã có cảm biến áp suất lốp rồi nhá. Có hệ thống chống trộm mã hóa động cơ này. Túi khí bản này sẽ có 6 túi khí anh em nhé. Về màu sắc thì bản này sẽ là có rất nhiều màu cho anh em lựa chọn, có 8 màu anh em ạ. Như màu đỏ mình đang xem đấy ạ. Màu trắng, màu bạc, màu vàng cát, màu vàng chanh, màu đen, màu xanh dương và màu cam ạ. Tổng sẽ có 6 màu anh em, 8 màu anh em nhé. Ok, vậy thì video này em đã giới thiệu cho anh em về phần giá xe này, cũng như là những tính năng option của chiếc xe Kona bản 1.6 turbo rất là chi tiết cụ thể rồi. Vậy thì video này em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Anh em có thấy hay thì bấm like và đăng ký kênh của em nhé, để em sẽ giới thiệu cho anh em về giá xe cũng như tính năng option cho toàn bộ dòng xe của Hyundai cũng như các hãng xe khác nhau như là Kia, Mazda, VinFast, Mitsubishi, Nissan, Ford. Thì em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Chúc em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn em đã xem video này của em ạ.